Em ơi, công nghệ này có giống công nghệ điêu khắc tóc này không? Công nghệ điêu khắc tóc mà chị đưa cho em nhìn ấy là công nghệ cũ rồi. Công nghệ này nó đã ra đời khoảng tầm chục năm trước và em cũng đã thử công nghệ này rồi, nhưng em thấy nó có quá nhiều khuyết điểm cho nên em không đưa vào dịch vụ để làm cho khách hàng. Cho đến khi bây giờ nó có cái công nghệ này và nó khắc phục được tất cả các nhược điểm của công nghệ cũ thì em mới đưa vào dịch vụ và làm cho khách hàng. Đối với công nghệ điêu khắc tóc ấy thì nó có nhược điểm là chúng ta đi thủ công bằng tay và chúng ta sẽ đi tổn thương trên bề mặt da, xong đưa mực vào xuống dưới da nên sẽ có nhược điểm là nó sẽ dễ bị trổ xanh. Thứ hai là nó dễ bị đậm nhạt, chỗ đậm chỗ nhạt là loang lổ, nó không đều màu. Và thứ ba là khi mà tổn thương trên bề mặt da ấy, da đầu rất là mỏng thì nó rất dễ là gây đau và khó chịu cho khách hàng ấy. Đầu tiên là vẫn đưa mực vào trong da nhưng mà nó không phải là dạng sợi mà nó dạng vi chạm hạt, và như thế thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng và rất khó phát hiện. Thứ hai là cái độ đồng đều mực nó là tuyệt đối 100%, 100 hạt như một, thì như thế nó sẽ không bị đậm nhạt và không bị gây lỗ ấy. Và cái tiếp theo đấy là nó không dùng tê và hoàn toàn không đau, cho nên là khi mà chị đi trên bề mặt da là không tổn thương thì nó sẽ không gây trổ xanh, trổ đỏ hoặc trổ màu của khách hàng. Và thứ tư là chị sẽ không cần phải nghỉ dưỡng hay gì cả, làm xong chị vẫn có thể đi chơi sinh hoạt giống như bình thường và chị tránh gội đầu cho em một ngày đầu tiên thôi. Trọng nhất là giải quyết được những khuyết điểm về tóc là tốt lắm rồi. Ok chị, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Ok em.